Chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về cái chủ đề liên quan đến số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. Mà cụ thể là ở cái viết này, đó là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các số thập phân vô hạn tuần hoàn. Nhưng mà đặc biệt thì cái số đầu tiên chúng ta cần nhớ cho thầy đó là số 0,1. Xong rồi trong chu kỳ như thế này thì được hiểu rằng nó là cái số 0,11111. Đấy. Thế thì Hải Anh nghĩ xem cái này đổi sang phân số là bao nhiêu. Nào. Đổi sang phân số là bao nhiêu nào? Đố con biết. Đố con và các bạn biết. Vân 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 vân, mãi mãi rất nhiều số 1. Đổi sang phân số bao nhiêu? Thế bây giờ con nhớ lại đi, con nháp lại đi. Cái số mà 0,3 như này. 1 trên 10. À, Hải Anh lại nghĩ ra số 1 trên 10. Đây là kênh tự học nên là chúng ta sẽ vừa học vừa suy nghĩ, vừa dẫn dắt, vừa gợi ý lẫn nhau. Chứ Hải Anh là không có biết kịch bản gì cả. Mà thầy dạy là cũng không theo kịch bản gì hết. Cái gì cần học, cần dạy là thầy làm vít, thầy dạy chúng ta thôi. Cho chúng ta tự học chứ nó không có theo một cái kịch bản gì có sẵn cả. Rồi, Hải Anh đang nói cái số gì nhỉ? 0,1111 lại bằng gì? Bằng 10 phần 1 là 0. Mấy? 1 phần 10. À, 1 phần 10. Thì mọi người thấy có đúng không? Không. 1 phần 10 chính xác nó phải là gì? 1 phần 10 chính xác phải là 0,1 thôi. À, 0,1 thôi. Chứ không phải là cái số kia. Thế bây giờ thầy đang gợi ý nhắc lại chúng ta và cả hai 11. À, 0,3 thì là bao nhiêu con nhớ không? Hôm nọ mình học ấy, 0,3 là cái số quen thuộc. 0,333333 mãi đây này. Thì cái này là bao nhiêu? Nó là phân số nào? 10/3. Thế bây giờ cho con 3/10. 3/10 là 0,3 thôi. 1/3. À, hãy nhớ rồi, nó là 1/3. 0,3333 thì nó 1/3. Thế bây giờ 0,1111 thì nó là 10. Nhá, nghe 11. Nghe thầy gợi ý. Đó là sao? 0,3 thì nó là 1/3. Ok. Thế 0,1 thì nó là 1/1. Học tỷ lệ thuận ở lớp 5 chưa? Cái trên gấp cái dưới mấy lần? 3 lần. 3 lần thì cái trên gấp cái dưới 3 lần? 9. Thế 1/9. Ok, nó là 1/9. Thế. Nó là 1/9. Và hôm nay chúng ta phải học để mà học thuộc, để mà thấy rằng đây là các số thập phân vô hạn tuần hoàn đặc biệt. Là phải học thuộc luôn đấy, học thuộc lòng ấy. 0,11111 nó là 1/9. Còn nếu bạn nào vẫn không tin thì chúng ta có thể cùng nhau chia lại cho nó chắc chắn. Vừa rồi là thầy gợi ý để chúng ta nhớ lại thôi. Còn bây giờ chúng ta chia thẳng tay cho ta xem. 1/9 tức là 1/9. Mình đặt cột dọc 1/9 vào đây. 1/9 được 0. Xong rồi phẩy rồi mình thêm 0 vào đây. 10/9 được 1. 9/1 là 9 còn thừa 1. Lại thêm 0 được 1. Lại thừa 1 thêm 0 lại được 1. Lại thừa 1 thêm 0 lại được 1. Như vậy nó chính là 1/9. Được chưa nào? Rồi, ok. Thế bây giờ tiếp tục cái số 0,2 thì là số 0,2222 bằng. Sao nghĩ ra? À mà 10/45, sao con nghĩ ra vậy? 10/45 tự dưng à, không. 1/6. Các bạn lại phải bắt đầu suy nghĩ để giúp cho Hải Anh. Cái dưới là 2, cái trên là 1 thì tỷ lệ cái dưới gấp mấy lần cái trên? Gấp 2 lần. Cái dưới gấp mấy lần cái trên? Cái dưới gấp 2 lần. 1/18. Gấp 2 cơ mà. Gấp 2 tức là chia cho 2 à? Nhân 2 sẽ là 1/4, chỉ là 10/45. Nhân 2 thì là 2/9 chứ sao bố đang nhớ không hiểu là tại sao lại ra 10/45. À, vì sao? Nhầm. Khó hiểu thật sự. 0,3 là 0,3333 bằng cái dưới gấp mấy lần cái trên? Cái dưới gấp mấy lần cái trên? 9. Ờ đúng rồi, nó là 3/9. Thế còn 0,4 thì bằng 0,4.
4. 4 phần 9. 4 phần 9. Tại vì cái này gấp 4 là cái này. Chỉ cần mẫu là 9 là sẽ vuông. Đúng rồi. 0, mà 5 thì chính là 5 phần 9. Tại vì sao? 0,6 thì chính là 6 phần 9. Thế thôi. À, 0, mà toàn 7 thì chính là 0, mà toàn 7 chính là 7 phần 9. 7 phần 9. Dễ học không? 0,8 trong ngoặc chu kỳ như thế này thì sao? Thì sẽ là 8 phần 9. 8 phần 9. Thế 0, toàn 9 như này thì sao? 9 phần 10. Thế trường này thì sao? Thì 9 phần đây 9. Chính là 0,9999999999999. Và cái này thực chất được tính là xấp xỉ 1. Tại vì nó không phải 99999999999 là nó sát 1 lắm rồi. Nó chỉ còn cách 1 có một tí thôi. Thế nên nó xấp xỉ 1 và nó chính là bằng 9/9. Đây là toàn bộ 9 cái số thập phân vô hạn tuần hoàn đặc biệt. Và tất nhiên trong lúc làm bài tập thì chúng ta sẽ thường gặp từ 1 cho tới 8 chứ 9 là chúng ta không có gặp. Nhá. Bây giờ nhớ chưa nào? Bây giờ mình cứ để mẫu là 9. Còn chu kỳ là bao nhiêu thì nó là phần 9. Ví dụ 6 phần 9 thì rút gọn, 3 phần 9 thì rút gọn. Được chưa? Còn lại thì ok nhá. Rồi.